chăm sóc sắc đẹp luôn là vấn đề quan tâm của mọi người, đặc biệt là phái nữ. Bên cạnh các bệnh về da thường gặp thì nám da luôn được mọi người quan tâm và lo lắng. Cũng chính vì điều đó mà chị em phụ nữ đã tìm nhiều phương pháp trị nám khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết chỉ được tạm thời mà không thể chữa trị dứt điểm chân nám. Hiểu được sự lo âu buồn phiền đó của phái đẹp, Thẩm mỹ viện Thanh Bình, 23 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã có nhiều năm kinh nghiệm điều trị nám da bằng các phương pháp điều trị hiệu quả, sẽ giúp chị em phụ nữ tìm lại được làn da mịn màng, trắng sáng. Và sau đây, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ và tư vấn về cách chữa trị nám da một cách hiệu quả nhất từ bà Đinh Thị Kim Liên, Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ viện Thanh Bình. Nám da là một vấn đề rất phức tạp. Nám có từ nội tiết, cũng có thể là do bạn dùng mỹ phẩm thái quá, làm cho da dễ bị dẫn đến tình trạng rối loạn sắc tố. Khi đã rối loạn sắc tố rồi thì các bạn lại tiếp tục đi tìm kiếm những cái kem có thành phần whitening, hydroquinone, kèm theo đó là có corticoid, làm cho làn da bợt ra và tưởng chừng như nám mờ đi, nhưng một thời gian ngắn sau thì nám sẽ xuất hiện lại và càng trở nên trầm trọng hơn. Cho nên đối với nám là các bạn hết sức thận trọng và các bạn phải đến với giới chuyên môn chúng tôi phân tích nguyên nhân nám của bạn là gì và mức độ đang ở tình trạng nào, trong tương lai phải suy xét và dưỡng da ra làm sao. Đây là một cái tình trạng nám mà bạn đã bị rối loạn sắc tố da do dùng mỹ phẩm và cộng thêm cái vấn đề nội tiết làm cho bề mặt da bị thâm tím. Bạn đã bôi nhiều những loại kem, thuốc nhưng cụ thể càng nặng hơn. Cho nên chúng tôi khuyên các bạn khi đã có nám tụ hoặc bất cứ loại nám nào, các bạn cũng không nên tự ý dùng kem tẩy nám, đồng thời không được tự ý đắp những loại mặt nạ làm sao để tẩy nhanh được vết nám. Đây là em Vũ Thị Mười, năm nay đã 34 tuổi, em đã bị nám tụ và em đã trải qua một cái thời gian điều trị rất lâu dài là từ 18 tháng. Cách đây 25 mét da của tôi nó bị nám tụ khắp cả hai vùng má. Hiện nay tôi cảm thấy rất là tự tin khi bước ra đường và cũng cảm thấy rằng là mình rất là thoải mái và cũng rất là cảm ơn chị vì chị cũng đã giúp tôi có được khuôn mặt như này. Để điều trị nám thành công, chúng tôi cần thời gian chuẩn xác và lâu dài để theo dõi tình trạng da của mỗi người. Các bạn yên tâm rằng nám ở mỗi lứa tuổi một khác nhau và chúng tôi sẽ có được những phác đồ điều trị nám khác nhau và mang lại cái vẻ đẹp tươi sáng cho làn da của các bạn. Đến với Thẩm mỹ viện Thanh Bình, khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí, tận tình, chu đáo một cách đầy đủ và cặn kẽ về tình trạng cũng như giải pháp dành cho bạn một cách hợp lý nhất. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Thẩm mỹ viện Thanh Bình, 23 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 0989 678 167.